of the year, người có vóc dáng đẹp nhất năm và best looking gentleman, quý ông lịch lãm nhất năm. Và kết quả của 4 giải thưởng này được dựa vào số lượng bình chọn của các bạn đọc trên microsite L Beauty Awards. Và bây giờ Ngọc Nhi sẽ được mời lên sân khấu để công bố những nhân vật thắng giải của phố hạng mục này. Sẽ được mời ông Benjamin và bà Trương Ngọc Ánh. Laudable Beauty, Firming Serum Supreme. Vâng ạ, xin được chúc mừng hai thương hiệu của chúng ta The History of Who và thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào